Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tiểu tử, muốn lên Long Điện, trước tiên hãy qua cửa này của ta trước rồi tính. Tiểu gia ta đang vội, tránh ra cho ta. Chỉ là sâu kiến nhỏ bé, không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết. Thế thì thành toàn cho hắn. Chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng là lợi hại cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ có thế. Không đúng, hắn đang ở phía sau. Miệt Sơn Long Chảo. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là một nhất tinh đấu thánh, đến ngay cả cửa của chúng ta cũng không qua được. Cho dù đến được Long Điện thì sao? Đừng sơ ý, khí vận của tiểu tử này kỳ dị, đã từng nhiều lần phá hoại chuyện lớn của Thiên Hoàng yêu tộc và tộc của ta, không thể nào xem thường hắn. Người khác không nói chuyện, các ngươi nói chuyện không chịu dừng lại hay sao? Vốn dĩ còn muốn giữ chút thể lực để đi giúp đỡ cho Tử Nghiền, nếu như các ngươi đã bám giết không buông. Thế thì sẽ nghiền chết mấy con sâu bọ các ngươi. Thế thì sẽ nghiền chết mấy con sâu bọ các ngươi trước nào được rồi. Ăn nói sắc sược, xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Lại đem công kích của chúng ta đánh trả lại, đây không thể nào là thực lực của nhất tinh đấu thánh. Chết tiệt, đây sao có thể chứ? Ta vẫn chưa làm gì mà. Nghe rằng các ngươi không phải quên bản thân đang còn ở trên địa bàn của ai, ngang ngược đấy chứ. Nhị trưởng lão của Đông Long đảo Thanh Mộng. Xem Đông Long đảo chúng ta không còn người nữa sao? Đại trưởng lão của Đông Long đảo Thanh Sơn. Thanh Sơn, Thanh Mộng, sao lại là hai tên các người? Các ngươi không phải đều đã bế tử quan rồi sao? Long tộc đang gặp nguy cơ sinh tồn vong. Đừng nói bế quan, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ giết từ Hoàng Tuyền Nền, tự tay xử lý đám phản đồ các người. Muộn rồi, chuyện đến mức này, tiếp tục ngoan cố chỉ có thể đem sức mạnh của Đông Long đảo tiêu hao cạn kiệt. Không sai, cho dù cộng thêm các ngươi cũng vô dụng. Quân cứu viện của Thiên Niêu Hoàng tộc lập tức sẽ tới đây ngay. Nếu biết điều thì sớm đầu hàng trước đi. Vô niêm sỉ, không những làm mất đoàn kết Thái Hư cổ Long tộc, vì dã tâm lại liên thủ với kẻ địch của Thiên Niêu Hoàng tộc. Năm đó lão Long Hoàng bệ hạ bồi dưỡng các ngươi nhiều như vậy, bây giờ các ngươi lại làm tổn thương đồng tộc, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Hừm, Đông Long đảo nắm giữ Long tộc hoàng vị nhiều năm, đã từng nghĩ đến cảm nhận của ba đảo chúng ta hay chưa? Đợi sau khi diệt được Đông Long đảo, thống nhất Long tộc, chúng ta sẽ tự xử lý Thiên Niêu Hoàng tộc, cần gì các ngươi phải lo lắng? À thì cắt ngang một chút, người của Thiên Niêu Hoàng tộc có lẽ cũng không đến được nữa đâu. Cái gì? Bởi vì trên đường đến trùng hợp gặp được, nên đã tiện tay đuổi bọn họ đi hết rồi. Làm tốt lắm, những tên bại hoại này cứ giao cho chúng ta xử lý. Tiểu hữu, ngươi đi giúp Long Hoàng bệ hạ đi. Vâng. Tử Nghiền, ta tới rồi.